10 giờ đêm có biết không? Là tại vì sáng tới người đại học, xong cái 1 giờ là đi phải học thêm tiếng Anh, rồi cái 4 giờ là vô thư viện cho tới 10 giờ. Một đống sách ôm về mà đi giữa rừng, Thuận có hình dung không? Trời ơi, sao mình làm gì khổ vậy nè? Quăng sách xuống một cái đùng. Mà góc gì vậy đó. Cơ thể mình nó kỳ lắm không? Dạ. Cái lúc mà con muốn nhớ thì nó không nhớ. Sau đó rồi là con tính đi chơi đã đi. Cứ biết ông lái xe từ rạp Quốc Thanh á, mày về Thủ Đức đó 7 phút. Từ rạp Quốc Thanh. Trời ơi, khùng má, khùng má. Tới rồi Lan ơi, tới rồi. Tới đâu vậy? Tới rồi em ơi. Anh ơi, anh gái em đi về quê đúng không? Không, ngàn nhân vật ở bên kia. Ồ, một căn nhà màu trắng rất là dễ thương. Anh ơi, mình chưa chào khán giả nữa. Em chào đi. Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Hôm nay anh sẽ mời em đến với nhà một nghệ sĩ lão làng trong làng cải lương. Trời thiệt không anh, em nói cho anh nghe là em cực kỳ mê cải lương luôn. Em nói thiệt em rất là mê cải lương á. Ở nhà là em đi ngủ là em cũng phải nghe cải lương. Tại vì cái giai điệu rất là du dương và nhất là những cái lời á. Em không hiểu tại sao những soạn giả ngày xưa họ lại có thể viết ra những cái lời mà nó hay đến như đây nè. Hôm nay tất cả những gì mà em thắc mắc và em muốn biết về nghệ thuật cải lương, em có thể hỏi nhân vật này. Ôi bảo táp phong bà. Em biết ai rồi. Ai? Cô Bạch Tuyết. Đi đây. Đi nhẹ. Tới chưa anh? Tới nè. Chưa? Đi nhẹ nói khẽ nha. Em biết rồi. Cô Bạch Tuyết là một chiếc lá rơi cũng làm tim cô thổn thức, nghe không? Cho nên là phải nhẹ nhẹ nha chứ. Em biết rồi. Em cái tật em cứ ào ào không à. Ổng mới ào. Anh gõ cho đúng phọt mát đi rồi mình kêu cái nữa. Cô ơi. Cô khỏe khỏe thôi. Làm gì vậy? Gọi đò hả? Cô ba ơi, cô ba. Ê. Dạ. Trời cất công ghê vậy ha. Dạ. Con chào cô. Con chào cô. Xin chào. Dạ. Dạ. Trời, cho con ôm cô đi cô. Chào con. Dạ. Ngoài đậu hũ với xả ra thì còn gì nữa không? Có nấm nè, nó. Rồi, rồi người ta phải bươi ra, mở ra thì khách hàng người ta mới thấy, đúng không? Rồi, giờ này nghỉ, hàng nghỉ chơi kỹ với chú. Thôi, buôn bán đừng có nghỉ. Đó, ví dụ nghỉ người ta, giờ này ta ăn rồi sao, đúng không? Cho anh bó ra muốn đi. Đó, đó, tặng hai củ tỏi được không? Rồi, hình như là đi chợ xong rồi. Quốc Thuận sẽ đến nhà một người và mời một nhân vật rất là đặc biệt đến nhà của bà Bạch Tuyết. Em với cô đói bụng lắm luôn. Trời ơi, đói bụng thì ăn nó mới ngon đúng không? Đây. Trời, sao có nhiều đài quá vậy? Còn nữa, một chút nữa là cô sẽ biết nha. Chuyên môn làm cho người ta ngạc nhiên vậy đó hả? Dạ. Con người luôn cho người ta sống trong sự mệt tim. Ngạc nhiên quá. Đây. Ai tới đây? Ô trời ơi. Đây đi trời ơi, đâu đây. Vậy trời? Đây nè, cái người này rất quan trọng nha. Không có kép thì đào vẫn hát được. Dạ. Không có đào thì kép vẫn hát được. Mà không có ông này là đào kép hát không được. Giới thiệu với em, nghệ sĩ nhân dân đàn cổ nhạc Thanh Hải. Hẻm 129. Ô, anh Hải. Dạ. Em có khó không? Ồ, hẻm 129 mà. Nhà mình trong này nhưng mà ra đây ngồi chờ Đức Thuận cho nó dễ kiếm không? Quốc Thuận. Dạ, trời ơi, ông anh tôi. Này, cái gì đây? Một chút đi biết. Một chút. Ồ, dạ. Biết nghe, một chút biết. Ngồi xuống đi. Trời, dữ vậy, em hỏi mấy câu thôi. Trời ơi, chuyện nhỏ. Ở nhà em là em đi chợ dỗi vợ em đó nha. Ông biết là anh với là cô bà Bạch Tuyết là đã biết nhau là bao nhiêu năm rồi? Mình biết chị Bạch Tuyết, nghệ sĩ nhân Bạch Tuyết ấy, cũng khoảng hơn 30 năm này rồi. Hơn 30 năm rồi. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết rất nhiều kịch bản, đúng không? Yeah. Và mình làm những nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng nhiều, rất nhiều kịch bản. Nhưng mà có cái mà để mình nhớ nhất là cái kịch bản mà cải lương diễn một mình, tức là vừa ca vừa diễn.
là cái hoàng hậu của hai vua. Người đã không chết trong chiến trận trực lằn tên mũi giáo, mà cuối cùng phải chịu chết vì kẻ tiểu nhân ti tiện này. Là như là chỉ có cô Bạch Tuyết là... Hình như theo mình nghĩ chắc sân khấu cải lương chỉ có một, không có hai. Cái tác phẩm đó thì là một người đàn thôi, là một mình đàn. Vừa làm mình vừa làm động tác, sáng tác âm nhạc lên và vừa đàn cổ nhạc một mình. Ôi trời ơi. Tức là diễn ca một mình và dưới đây mình cũng đàn một mình. Nó không phải là kỷ niệm á, nó ăn sâu vô trong cái tiềm thức làm nghề của mình. Hay quá anh ơi. À, vậy đó. Cảm ơn Hải nha. Yeah. Rất là tình cờ mà rất đặc biệt. Về chúc sức khỏe nè. Rồi, chúc sức khỏe. Ông bà mình làm sao mình làm y vậy đi. Dạ. Rất may mắn hôm nay được Quốc Thuận nấu đồ ăn cho ăn ha. Dạ. Quá may mắn. Bởi vậy. Hình là anh Giang là một năm là về thăm cô mấy lần không? Không có tính nhau đâu. Thí dụ như có thi bạn đi họp ở Singapore mà biết trước thì nói là mẹ qua Singapore đi, mấy mẹ con mình đi chơi. Dạ. Rồi chạy qua. Rồi xong ấy có khi là bà mình đi ra hát ở Hà Nội, xong cái hát xong rồi cái thấy dưới lù lù đi lên nha. Mà nói một câu, trời coi bà Tuyết hát mua vé giờ đen mắc ghê luôn. Hai mẹ con nói chuyện với bạn nha. Cái con chị á là làm ngành nghề kinh doanh đúng không chị? Nhưng mà lúc trước hồi nhỏ biết học đàn nha. Có biết đàn đàn bầu đó. Hồi đó mình có chị mà đàn bầu hay lắm á. Dạ. Đàn bầu con cũng tính hỏi á là anh á là không biết là có thừa hưởng được cái gen nào của cô hay không. Trời đất cho mình có một đứa con cho nên mình đào tạo cho nó đàng hoàng. Dạ. Thì ngay từ cái năm 76 sinh đó đó thì cho tới cô bắt đầu cô suy nghĩ cô sẽ đào tạo nó thành ra một thanh niên của toàn cầu chứ không phải chỉ là một người thành công. Dạ. Thế xong cái gì mới nói là ê bạn đi nước ngoài có khi bạn buồn đó, rồi bạn phải có cái gì tự giải trí, rồi bạn chọn hết mấy thứ đàn rồi bạn học một cái cuối cùng cái nó nói đàn bầu là nước mình có chứ nước ngoài không có đâu, bạn cho học đàn bầu đi. Cô nói là ê bạn tôi thấy người ta đi nước ngoài đó, một là piano cho sang đúng không, hai là bạn violin chẳng hạn đi. Thôi bạn ơi tôi Việt Nam. Cô hồi nãy á nó nói ngắn gọn vậy đó. Cô Bạch Tuyết á là nhiều kép lắm á, kép hùng cường, kép thành được mà mỗi kép nổ một tuần, kép thành sang. Ừ đó. Cô tùy theo cái giọng ca của kép và thói quen của người kép mà cô chuyển cái giọng của cô chứ không phải là với tất cả mọi người cô đều ca một thứ. Còn đối với ông Tấn Tài, trời ơi cái giọng ổng hả, nó ngọt như cục đường, nó không có hút mắt. Cho nên khi mình ca với ổng á thì mình cũng phải chọn một cái cách ca ngọt như cục đường của ổng để mà mình lip vô cùng. Thành thử khán giả nghe rất là đâu vào đó. Còn với ông Thanh Sang thì mình hiểu rằng cái giọng anh Thanh Sang là mùi. Mùi. Nó không có vang lắm. Nó có một sự da diết. Với ông Minh Dương là khác, với anh Thanh Tùng là hoàn toàn. Anh Thanh Tùng là hoàn toàn khác hẳn luôn. Tức là tại vì anh Thanh Tùng ảnh là cái người mà hồ quản. Mà ảnh lại là cái người mà điệu bộ đó là số 1. Vẫn dựa, vẫn ngước, vẫn nói. Nhưng mà khán giả chụp được những cái hình dưới những cái điệu bộ của hai người kép đầu với nhau. Đó. Thôi bây giờ ăn xong rồi chắc có lẽ là cho phép con với Ngọc Lan được thưởng thức, thưởng thức một tiết mục gì đó mà. Thế là cô sẽ tặng cho chương trình. Dạ. Và kính tặng cho quý khán giả một cái bài để được không? Dạ được. Dạ, được. Okay. Rồi bây giờ chắc mình xong rồi ha. Dạ. Dạ. Trời ơi bởi xa cơ vừa chiến trường thọ tiền nên gió đông sơ đành. Được không cô? Được không? Đành chia tay vĩnh biệt bạch tuôn. Không phải vĩnh viễn. Vĩnh viễn à. Trời ơi thôi cái số. Trời vậy mà. Anh chỉ đang để nói nghe mà. Hồi xưa ai cũng thuộc cái câu này. Dạ. Cho nên mà hồi xưa còn hát đĩa đó. Dạ. Hát dĩa đá nhớ không? Dạ. Rồi có cái kim. Dạ. Mà cái dĩa nó bị chập sao hả? Nó bị nứt cả lâm mới dĩa đó. Khi vòng quay nó đều đó. Trời ơi bởi sao có như đường thổi tiền nó nhớ đóng số đành chia tay vĩnh viễn bạch à bạch á bạch á cả lâm nữa ta kêu là gì cả lâm á bạch thu hà còn chưa cứ còn chưa nghe nữa mà phải quay giới thiệu. Dạ. Ờ mà mắc cười lắm à. Không phải đêm nay cũng phải đêm quăng ngoài buổi đầu tạo mộ mà từ rất lâu từ rất lâu xuống giới thiệu thua quay lại. Thôi bây giờ nãy qua là tại vì con muốn tạo một cái không khí thôi. Rất là cảm ơn Quốc Thượng, cảm ơn con, cảm ơn tất cả mọi người. Để xin phép được ca một cái bài Nam Mai với lời câu dòng cổ của Ba Nam Châu của soạn giả Nguyễn Thành Châu ở trong tuồng Bình Tây Đại Nguyên Soái. Khi lúc mà bà vợ của ông mà tiễn ông đi về Triều là về Quế đó. Dạ. Xin phép đứng lên ca nha. Dạ. Tại ca là phải đứng đàng hoàng. Đứng ra hơi. Dạ. Yeah.
tướng quân ân cần dặn dò về quê hương, ra đi lòng nặng một niềm thương, nào phải nghĩa vợ chồng mà xót xa tình non sông. Xót tướng quân ra đi đâu mà đơn đau, về triều mong dân tội hôn quân, lạnh nết ngoài dấu nhiều, một trấn liều thắp tớ nhất sinh. Tướng quân ra đi phương trời như cô nhà, cô còn chẳng cơ hội tái tương phùng, xin hẹn không trở lại quê nhà mà chết sống cùng với nghĩa quân. Sắp đó hết những đàn xưa mong cũ, nghe cha con tình chồng vợ cũng than tâm. Mình không thể khen ba năm châu nữa phải không? Dạ. Tức là phải nhờ có những cái tuồng như vậy đó, Quốc Thuận thì đào kép mới có thể nổi lên được. Là vì cái người khán giả người ta bỏ thì giờ người ta coi mình, nghĩa là người ta phải nhận được cái điều gì đó, một cái bài học về tình yêu nước, hay là một cái bài học về cái ứng xử với nhau văn hóa như thế nào. Nghĩa là cải lương luôn mang đến những cái niềm hy vọng, cũng như là những cái triết học rất đơn giản của dân tộc mà làm người không ai không thể mà không học được. Dạ. Và khi cô chọn cái đời sống này là chính vì cô muốn toàn tâm toàn ý trả ơn các vị tiền bối của cải lương trong nhiều cái thế hệ. Con thì từ hồi nhỏ con đã thích cải lương rồi. Khi mà con nghe những cái lời ca tiếng hát và những cái giai điệu, những cái cách thể hiện của các cô chú nghệ sĩ cải lương thì con rất là dễ xúc động. Dạ. Tức là mẹ đã ôn đúc cho con rồi. Ngay từ nhỏ khi mà mình cái đứa con Việt Nam mà mình được ru đó, chiều chiều chiếm dịch kêu chiều. Mà mẹ con ru thì không hay được như vậy đâu cô. Nhưng mà nó vô hồn. Dạ rõ ràng mà nói nuôi mình lớn khôn con. Thì cái lời ru của cái tiếng Việt của mình á, của ông bà cha mẹ, thì chính nó là một cái melody của cải lương. Dạ. Dạ. Đối với con đó là cái niềm hạnh phúc. Yeah. Và ngày hôm nay nó là một trong những cái ngày gọi là may mắn trong cái cuộc đời làm nghề của con, trong cái sự nghiệp làm nghệ thuật của con. Nãy hai anh em có nói với nhau. Dạ, yeah. Con rất là quý, con rất là trân trọng. Cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn tất cả. Cảm ơn chú.